Gabriel Muniz, một cậu bé 12 tuổi người Brazil đã khiến cho rất nhiều người cảm phục khi khả năng đá bóng tài tình của cậu trong khi mà đôi chân của cậu không được hoàn hảo. Và mới đây thì tại Hồng Kông, cậu bé đã thể hiện kỹ năng điêu luyện của mình để cổ vũ cho sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh sắp được tổ chức tại đất nước của mình. Bị khuyết tật bẩm sinh bởi chứng bệnh Apoli, bàn chân của Gabriel không thể phát triển được. Tuy nhiên, cậu bé này vẫn thể hiện niềm đam mê đặc biệt với bóng đá. Cậu thậm chí còn là thành viên chính thức của câu lạc bộ bóng đá địa phương và còn giành được cả huy chương. Khi lớn lên, cháu muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp của đội tuyển quốc gia Brazil. Khi đến Hồng Kông, cậu đã làm cho nhiều người kinh ngạc bởi những hành động phi thường của mình. Theo lời huấn luyện viên trưởng đội bóng đá Đông Hồng Kông, ông hoàn toàn bị chinh phục bởi kỹ năng chơi bóng cũng như thái độ sống lạc quan của cậu bé. Ở cậu bé có một thứ sức mạnh kỳ lạ giúp cậu vượt qua những khó khăn của bản thân. Đó là sự nỗ lực tuyệt vời và tôi thán phục điều đó. Gabriel sinh ra tại Brazil, đất nước luôn sản sinh cho bóng đá những tài năng kiệt xuất. Dù bị mất đôi bàn chân từ khi mới lọt lòng, cậu bé 12 tuổi này từ lâu đã có cơ hội được tập luyện ở Học viện bóng đá Barcelona tại thành phố Rio de Janeiro, đồng thời tham gia chạy hè của đội tại Tây Ban Nha vào năm 2012.